Rồi giới thiệu cho các bạn Kamai Bonsai Cúc. Cái này mình vừa lấy dây nhôm xong cho nó ổn định. Các thấy cành mình rỉa ra hết. Cái này coi đế nôm nha, thùng chậu nhỏ. Đây, mặt tiền nó nè anh em. Mặt tiền này nha. Đế màu xám. Màu xanh xanh rêu á. Thì chiều cao của cây lên tới đỉnh ngọn thì chỉ hơn 2 gang tay một chút thôi, rơi vào tầm 41 42 đi. Thì cho 40 ha. Còn độ rộng cũng vậy, 2 gang. Cái này hoành thì nhỏ thôi, hoành ở tầm trên 10 một tí. Nhưng mà cái nó nuôi cái dàn cụ đế rễ chân non của nó bên dưới này. Mọi người xem cái bóng tán của cây nha. Tán coi rất là già, cực kỳ nghệ thuật luôn. Đây là các vết ghép của lúc trước này, ghép hai bo này, lúc trước ghép hai bo và các cây cành đã già rồi, bắt đầu mình rỉ ra. Có một vài cái nụ nằm rải rác trên các đầu chi đầu cành ha. Có các cành lộp của nó này, đây ngọn dựng ngọn lên. Đây là ghép cúc đẹp nha mọi người. Đế nôm cao rất là dựng dàng. Để xe bi rồi. Rồi thì mọi người yêu thích cái này liên hệ mình nha. Số điện thoại là 0849 020790. Một cái mai mini rất là già. Để ghép cúc thành phẩm thuần chậu. Chậu này lọt lòng gan rưỡi ha. Chậu 30 ha. Chiều dài nó là 30. Tính trừ các vành nó thì rơi vào tầm 25-26 gì đó. Chậu móng này. Móng này chưa tới 10 cm nữa. Chưa tới 10 cm. Rồi, anh em nào yêu thích liên hệ nha. Rồi, cái này chơi hai mặt ok hết. Bởi vì cái đó nôm cao nó rõ. Rõ nét. Rồi, xin chào.